Xin cảm ơn quý khán giả đã tiếp tục theo dõi chương trình của phần 2 của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, phần 2 là gồm có anh Minh Huy là tổng thư ký của UBCV. Và người ta còn nhắc đến Minh Huy rất là đặc biệt trong một bài viết nào đó, nói rằng là chồng tôi hiền việc đòi bằng giáo chùa nhưng mà không đòi bằng giáo nợ, thì cái đó là như thế nào, xin Minh Huy cho biết. Và cái đó là trong cái quyết định số 20 có cái điều 2 và điều 3 đó. Thì ở đây không có liên quan của cái quyết định đó, mà mình nói một cách tổng quát thôi. Là điều 2 đó có nói là tuy rằng thượng tọa đã từ chức nhưng mà thượng tọa phải báo cáo tất cả những cái tài chính và những việc gì đã làm trong thời gian thượng tọa còn đang tại chức. Đó là điều 2. Thì xuống điều 3 đó là thêm vô là vì thượng tọa không báo cáo cho nên thượng tọa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cái khoản tiền ngắn hạn dài hạn mà là đã vay đó. Thì ở trong cái ý của mình nghĩ là cái cách cần biết là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tức là cái đó là phải chịu trách nhiệm trả nợ cho những người mà mình đã vay. Thì nội dung của hai cái điều 2 và điều 3 đó mình thấy nó có những cái điểm trái ngược nhau. Nhưng mà điều 2 nó nói là người ta báo cáo tài chính, nhưng mà xuống điều 3 lại là nói là vì không báo cáo nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì cái nội dung cái đó như thế thôi. Và ở trong cái quyết định 20 đó mình không có nhắc tới hòa thượng Thường Việt, mà chỉ nhắc tới là quyết định 20 không có nói tới chuyện giúp thượng tọa với đảng trả nợ, mà chỉ yêu cầu thượng tọa đảng giao chùa mà thôi. Cảm ơn. Dạ vâng. Cái cơ cấu tổ chức của UCVB, UBCV và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo khác biệt ra sao, và có thuộc cái hệ thống UBCV có thuộc hệ thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Dạ không, cái UBCV thì hoàn toàn độc lập với cái lại Giáo hội 123. Cái Giáo hội 123 mà anh Minh Huy nói đó là cái giáo hội đi dọc từ trên xuống dưới là Đức Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, rồi ra Văn phòng 2. Nhưng mà rất là nhiều người, và khi mà chúng ta bàn thảo cái này kia chúng ta quên một cái, đó là phòng thông tin quốc tế, đó là ông Võ Văn Ái. Thật sự đó là Văn phòng Võ Văn Ái là cái điều khiển, có thể mà nói là cái người đạo diễn cho tất cả của cái Văn phòng 2. Thì cái đó là đi hàng dọc. Và vì cái vấn đề đó đó, chúng ta có một cái mà Stephen dùng cái chữ là phụng tăng thống để lệnh tăng ni, tức là lấy Đức Tăng Thống ra để mà làm một cái vấn đề, và dùng Đức Tăng Thống để mà ra lệnh tất cả những tăng ni Phật tử ở ngoài nước ngoài, đặc biệt nhất là những người tăng ni làm việc, và nếu không làm việc thì sẽ bị khai trừ, triệt hạ. Và vấn đề đó sẽ đưa đến cái vấn đề quyết định số 21, mà sau cái quyết định số 20 này là cái quyết định số 21 là khai trừ vĩnh viễn 6 thành viên kỳ cựu của cái văn phòng 2 ở trong cái đó. Bây giờ cái đó là đi hàng dọc từ trên xuống dưới. Còn cái UBC này nó không có đi theo cái hàng dọc, nó đi theo một cái khác, đó là một cái tinh thần dân chủ mà chúng ta áp dụng cái hình thức và cái mô hình mà của nước Mỹ đã làm, đó là tam quyền phân lập. Và cái đó đó thì nó có, chúng ta có hội đồng giáo phẩm, và chúng ta có hội đồng điều hành, và chúng ta có hội đồng đại diện hay là đại biểu. Hội đồng giáo phẩm là tất cả những tăng ni hiện bây giờ đứng đầu, đó là Hòa Thượng Thích Thông Đạt. Và cái hội đồng đại diện đó, hội đồng điều hành đó, thì tất cả đều đề cử là Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Và một cái hội đồng nữa đó là hội đồng đại diện hay là đại biểu, là do tất cả những người Phật tử và cư sĩ họ sẽ đề ra. Thì chúng ta đã có một số người họ đã tham gia vào cái đó, và họ đã nói chuyện và chọn ra một người chủ tịch, kêu là gì? Tổng thư ký. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Còn một câu hỏi nữa trong cái chương trình 2 phần 2 lần này, thì xin được hỏi anh Minh Huy rằng là theo cái kết quả của đại hội đó, họ đã thành lập một ủy ban thanh lý để trả nợ cho những Phật tử, cho mượn tiền và kể cả luôn những Phật tử cũng dường, có phải đúng vậy không ạ? Dạ đúng. Vâng, thì lại mới đây là bên cái phòng thông tin báo chí đưa lên một cái bản tin khác là bên động thành lập một cái ủy ban gọi là ủy ban thanh tra tài chính. Như hai cái đó là như thế nào, người ta confused, người ta không hiểu, xin anh Minh Huy cho biết một cách đơn giản đó. Thí dụ ở đây mình lấy thường cụ thể đó, mình đi cái văn phòng bác sĩ mà mình không có trả tiền, thì văn phòng bác sĩ đó họ gửi thơ về nhà họ đòi mình, phải không ạ? Họ đòi cái người mà thiếu nợ họ đó. Ông trả nợ cho tôi thì ông tới ông khám bệnh tôi, mà ông insurance thì đắp cái bộ không đủ. Nhưng mình nghĩ ô tôi có insurance trả, tôi không có trả, thì thời gian sau đó họ sẽ gửi 2-3 lần, và thời gian nữa đó họ sẽ gửi qua cái collection agency để họ đòi tiền mình. Rồi thì trở lại cái vấn đề của UBC và ủy ban thanh lý đó, thì
UBC là cái người thiếu nợ của quần ba tấn Phật tử ngoài đó, thì cái quỹ ban thanh lý là cái quỹ ban mà đi trả nợ cho người ta. Thì những ai mà đang có cho mượn tiền thì những người đó sẽ liên lạc trực tiếp với cái người mượn nợ đó để được trả tiền. Còn cái quỹ ban thanh tra gì đó nó như là đặt cho nó là cái collection agency, chừng nào chúng tôi không trả tiền thì quý vị có thể đi qua văn phòng luật sư nào đó hay là nhờ một cái cơ quan nào đó, tòa án thì nó kiện chúng tôi, đầu tiền chúng tôi. Thì như vậy là đúng rồi. Như vậy là xin hỏi tiếp này, thì cái quỹ ban thanh lý đã và đang và đã bắt đầu trả tiền chưa? Dạ thưa ông, hôm nay đã trả tiền rất là nhiều người rồi. Và có những người đã viết email cảm ơn, đăng lên trên những website của giáo hội. Vâng. Dạ. À, chị Linh Bích có cái hỏi nào trong cái vấn đề thanh lý này nữa không? Dạ, tại vì hồi nãy luật sư Stephen Liu có nói đến ông Võ Văn Ái, thì chúng tôi cũng được biết là có một cái thông báo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho rằng Ủy ban thanh lý của UBCV là bất hợp pháp. Tại sao vậy? Dạ, ông Võ Văn Ái cũng nói là Thích Giác Đẳng là giữ cái quyền đó cũng bất hợp pháp. Dạ. Và ông Võ Văn Ái cũng nói là cái UBC ban quản trị cũng bất hợp pháp. Tất cả những cái gì UBC làm đều hoàn toàn bất hợp pháp. Thành ra nếu mà quý vị nói là tất cả bất hợp pháp thì nó bất hợp pháp hết. Và cái vấn đề chúng ta nhìn vào coi có đó bất hợp pháp không thì nó không có. Và cái vụ kiện thì từ từ nó cũng sẽ tiến diễn và chúng quý vị cũng sẽ thấy rõ là cái nào đúng cái nào sai. Để mình nói thêm một tí về cái vấn đề quỹ ban thanh lý. Quỹ ban thanh lý được thành lập ở cái đại hội khoáng đại ngày 8 tháng 10 do tất cả những người đại biểu ở đó chọn ra. Và cái vấn đề của quỹ ban thanh lý, một cái điểm rất là quan trọng là hoàn toàn độc lập trong cái việc làm với ban quản trị. Ban quản trị của UBCV không có quyền đụng vào cái số tiền của bá tánh mà chúng ta mới lấy lại. Mà cái quỹ ban thanh lý là do 7 người hoàn toàn độc lập ở những cái nơi khác mà chính cá nhân Stephen cũng không biết những người đó là ai cả. Nhưng mà họ là những người Phật tử và họ cũng là những người cúng dường luôn. Thành ra họ phải bảo vệ tất cả những cái tài sản của họ đã để vào. Thì họ là những người coi và đưa ra một cái kế hoạch, mà họ đã đưa ra một cái kế hoạch, cái nguyên tắc để mà trả nợ. Thì họ đang làm việc đó. Mà cái quỹ đó, ban quản trị không ai được quyền đụng vào. Không có ai được quyền đụng vào cái tiền đó. Cái này về thủ tục một chút xíu, xin được hỏi Minh Huy và luật sư Tim Đều luôn. Là ở trong cái cách thức mà trả lại tiền cho người cho mượn nợ và những Phật tử đã cúng dường cái đó, thì có người cho rằng là cái chuyện mà những người cho mượn nợ để trả lại thì dễ rồi, ví dụ cho mượn 20 ngàn trả lại 20 ngàn, còn những cái số Phật tử cúng dường là ví dụ như một cái buổi tổ chức đó collect được, thu vô được 50 ngàn, nhưng mà cái chi phí đôi khi nó có thể là một nửa hoặc là 2/3, thì cái đó mình trả lại theo kỹ thuật, theo vấn đề accounting chứ như là tài chính đó, thì trả như thế nào để cho nó hợp lý, và sau này nó có thể có những cái rắc rối, người này complain chứ như là thắc mắc cho này thắc mắc cái kia nữa, thì Minh Huy và Stephen đi. Dạ, để Stephen trả lời chú câu đó. Câu đó rất là hay và câu đó rất là quan trọng đối với tất cả quý vị đã đóng tiền hay là cho mượn tiền, là cái đó là do quỹ ban thanh lý họ đưa ra một cái kế hoạch và nguyên tắc để mà trả nợ. Ban quản trị của tụi này không có dính líu vào, tụi này cũng không có ý kiến, tụi này sẽ luôn luôn nào tôn trọng những cái việc làm của họ và họ đưa ra một cái nguyên tắc và cái kế hoạch. Và cái nguyên tắc và cái kế hoạch của họ trả nợ lại, trả tiền lại cho bá tánh đó, thì đã được ra một cái thông báo. Cái câu hỏi này của chú đó rất là quan trọng, thì nếu mà có cơ hội quý vị có thể đặt cái câu hỏi này cho cái quỹ ban thanh lý. Quỹ ban thanh lý gồm có 7 người, 7 người đó trong đó có một cái người kế toán viên, trong đó có một người là thương gia, trong đó có cũng khá nhiều người là những người có khả năng chuyên môn chứ không phải là những người thường. Thành ra ban quản trị chúng tôi rất là quý trọng và rất là tôn trọng cái việc làm của họ, mình không có muốn đụng vào, mình cũng không có muốn cho những cái ý kiến, bởi vì người ta đã biết cái việc làm và người ta cần phải làm để đem cái sự công bằng lại cho tất cả ba tánh trong cái vấn đề là trả nợ. Ban quản trị đã lấy cái số tiền đó, tức là bán cái chùa và để Rồi. Cảm ơn luật sư Tây Đô. Chỉ còn chưa đầy một phút, Minh Huy có vài lời gì với khán giả ở trong cái buổi hội luận một nửa này? Và xin đặc biệt nhắn gửi với quý khán giả gần xa có nghe đài thì liên lạc với quỹ ban thanh lý để nhận lại tiền. Cho ai mượn tiền thì đòi người đó, nếu quý vị đi đòi người khác, số tiền quý vị sẽ rất là khó khăn để về tay quý vị, bởi vì chúng tôi biết quý vị đòi ai. Quỹ ban thanh lý là người trả tiền thì nên đòi quỹ ban thanh lý. Xin cảm ơn.
Dạ, kính thưa quý khán giả, chương trình Hội luận phần 1 đến đây xin được tạm ngưng và xin quý vị gửi lời chào đến khán thính giả. Dạ, chào chú Lương, chào chị Liên, chào anh Huy và chào tất cả khán thính giả Đài Sài Gòn TV. Dạ, chào, xin chào.